xin chúc mừng anh. Em xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng cô và chị về. Xin chúc mừng cô đã trở thành khách hàng may mắn của chương trình Sapporo quà tặng bí ẩn. Và giỏ hàng của mình hôm nay là sẽ được Sapporo thanh toán toàn bộ luôn. Chúc mừng anh chị ngày hôm nay. Anh chị đã được chọn là khách hàng bí ẩn năm 2019. Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi mà nhận được phần quà này không ạ? Rất cảm ơn em và nhà hàng Cô Vàng cũng như là Sapporo đã tài trợ buổi tối ngày hôm nay, một phần buổi tối ngày hôm nay. Chú rất là tự hào, may mắn. Chương trình thì anh thấy là khá thú vị. Nãy giờ vẫn không hết hồi hộp. Chưa bao giờ mình được cái gì đó mà giống như hôm nay. Thật sự bất ngờ khi mà mọi người tới. Cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. We were so excited, you know, because we think that, oh, we never have love.